Nghe giang hồ đồn là cái chỗ này câu giếc khá là ngon, nhiều cá, giếc lại còn to nữa. Let's go. Ê, cái quãng đường từ nhà mình ra cái điểm câu ấy, nó rơi vào tầm 14 km. Đường thì cũng khá là mát mẻ, mình đi từ sáng sớm anh em ạ. Cây cối tùm thích kinh khủng luôn, đúng cảnh đồng quê. Và đây mình đã có mặt tại cái điểm câu giếc đây. Hôm nay thì cũng pha mồi như mọi ngày. Cái giếc này thì mình cũng đã trộn sẵn với bột tạo sợi của lão quỷ rồi, thế là chỉ có pha và đánh thôi. Đấy, mình đang chuẩn bị đồ, vẫn là set đồ như mọi khi, cần 5H chụp 1.0 theo 0.4 anh em nhé. Bây giờ mình bắt đầu ra mồi này. Hy vọng hôm nay cái điểm này sẽ có khá là nhiều giếc, ẩn số thì chưa chắc, thì thôi thì cứ chơi thử thôi, biết đâu lại là mớ báo cá. Ui rồi rồi anh em ạ, chán chưa, rồi ba ngon. Hôm nay thì chủ đích là câu giếc nên là rồi hay còn gì mình cũng bỏ hết nha, báo cá tiếp. Ui, chạy thế này chỉ có dọn bể thôi anh em ạ, thấy chưa. Tiếp tục báo cá này. Ôi giời, lại rô rồi ạ. Này, con gì đây? Ui, giếc của tôi đâu? Trời ạ, cái ao hoang đẹp như thế này sao lại không có giếc? Đánh từ nãy đến giờ nửa tiếng rồi không chạm mặt con giếc nào các bạn ạ. Tiếp tục báo cá. Ôi giời ơi, vẫn là rô. Báo cá tiếp tục. Ôi, lại rô các bạn ạ, chán thật sự luôn. Tiếp tục. Ôi giời, con gì lại là dọn bể. Trời ơi, chỉ có rô mới dọn bể thôi á. À đây, lại là con rô. Thực sự là cả một tiếng rồi không có một con giếc nào các bạn ạ. Tiếp tục là rô. Thôi hỏng rồi, toang rồi anh em ơi, không ổn. Lại là rô tiếp. Hỏng 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 hỏng. Có khi nghỉ sớm bãi chiều anh em ơi. Cất công từ sáng lại rô tiếp. Rô toàn ba ngón bốn ngón thế này thì chơi bời gì nữa. Đấy. Thôi, không ổn không ổn, tôi nghỉ thôi các bạn ơi. Đúng là chỉ cần có giếc thôi là câu được, nhưng mà hôm nay toàn rô anh em ạ. Rồi, có khi mình xin phép anh em thu đồ về rồi, hôm nay mình thất bại rồi các bạn ạ. Không được một con giếc nào. Chán thật sự luôn. Rồi, cảm ơn anh em và chúc anh em lên nhiều cá nhé.